Rồi bây giờ mình muốn là ai mà điền vào đây? Ví dụ như mình dành cho những người là nhận ngay bộ sách miễn phí. Miễn phí tại đây chẳng hạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ bảo khách hàng đó là điền thông tin của bạn bên dưới qua email chẳng hạn. Rồi, bây giờ mình muốn là ai điền tên và cái địa chỉ email vào đây thì nó sẽ vào cái hệ thống thư tự động đây ha. Bây giờ làm thế nào để kết nối, mình phải làm như thế nào chứ, hai cái này rồi đạt đâu có vô được đúng không? Bây giờ chúng ta vào bấm ra trang chủ của cái restaurant này, bấm vào tạo biểu mẫu. Rồi chúng ta bấm vào cái chỗ HTML thuần túy. Đây chúng ta sẽ lấy code ra. Ở đây chúng ta lấy code chúng ta bỏ vào đây. Ở đây nó sẽ có cái mục lấy code đấy, bấm click vào đây, chúng ta chọn vào chế độ là có cái chữ autoresponder integration này, bấm vào đây. Ok, chúng ta bấm vào cái chỗ HTML code. Rồi bây giờ chúng ta qua đây. Chúng ta bấm vào cái chỗ nào. Mình chọn cái campaign, mình muốn chọn vào cái campaign, cái chiến dịch, sorry. Cái danh bạ mà mình đã tạo hồi nãy á là kiếm tiền online, rồi bấm click vào đây có nghĩa là nó sẽ tự động gửi thư tự động nếu mà chúng ta cài đặt, còn không cài đặt thì không sao. Do đó thì mình cứ click vào đây để lỡ mà mình muốn cài đặt thư tự động thì nó cũng sẽ gửi thư tự động cho mình ha. Ngày gửi thư bắt đầu từ ngày không, rồi chúng ta có thể chọn trang cảm ơn tùy chỉnh. Nếu mà chúng ta không click vào đây thì nó sẽ ra trang cảm ơn mặc định, nó sẽ ra trang cảm ơn mặc định của cái trang trang cảm ơn mặc định của cái response đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta bấm vào đây thì nó có thể là ra cái trang cảm ơn. Ví dụ mình tạo một cái trang cảm ơn giống vậy đi. Ví dụ mình tạo một cái trang cảm ơn như thế này. Đấy thì có nghĩa là khi mà mình bấm vào URL tùy chỉnh ấy, mình click, mình dán cái link vừa rồi vào đây, thì khi mà khách hàng họ điền xong cái form, họ điền cái form này thì họ sẽ thấy xuất hiện cái trang này đó. Thì mình muốn cái trang này là cái trang gì thì mình sẽ điền nó vào đây ha. Bây giờ mình muốn là nó ra xe trang này, hoặc là mình muốn là trang cảm ơn của mình là cái trang bán hàng, hoặc là mình muốn trang cảm ơn là cái Facebook hay trang cảm ơn là cái trang bán sản phẩm, trang cảm ơn là cái trang giới thiệu gì đó, thì mình cứ điền vào đây, mình click vào URL trang cảm ơn tùy chỉnh rồi mình click vào đây là nó ok. Rồi ngoài thông tin email chúng ta muốn lấy gì xem trước nè, thì chúng ta muốn lấy tên nữa thì mình click vào tên, nó sẽ có thêm một cái hộp tên email ở đây. Rồi xong mình có muốn lấy ngày sinh, quốc gia, bang, thành phố này nọ thì lấy, nhưng mà thường thì chúng ta chỉ lấy tên với email thôi. Rồi sau khi mà chúng ta xử lý thông tin nơi này hết rồi thì chúng ta bấm vào nút sao chép mã. Rồi qua đây cái form thì chúng ta click vào đây ha. Hồi nãy mình đã click vào đây và chọn HTML code rồi, mình dán cái code vào đây và bấm vào phrase HTML. Rồi chúng ta lưu lại. Rồi, bây giờ nó đã lưu rồi, bây giờ chúng ta bấm vào xem trước. Giờ mình thử điền, mình lên website của mình nè. Mình lên đây mình điền thử là cái mail của mình nó đã vào hệ thống thư chưa. Ví dụ như là Hường điền đó là Hường thử nghiệm. Rồi email của mình đó là a@gmail.com. Rồi bấm yes, I want. Ok, nói chung nó sẽ ra cái trang thank you page đây rồi. Nhưng cái trang này nó bị lỗi thì không vấn đề gì hết. Nói chung là nó đã xuất hiện cái trang tuitu.com xin thank you page. Mình coi mình qua đây mình xem email thử nó vào hệ thống email của mình chưa ha. Đâu rồi, thống kê đâu rồi? Khi chưa thấy thống kê mình tự vào cái comment mình xem. Rồi mọi người thấy nè, nó đã xuất hiện số lượng liên lạc, nó đã xuất hiện một rồi. Bấm vào hiển thị liên lạc.
Thì một người đã vô cái hệ thống người thư rồi nè, là một người tên là Hường thử nghiệm và có cái email là thanhcong@gmail.com. Họ đã vào cái danh sách email của Hường rồi. Như vậy thì mình đã lấy coach mình chuyển qua thành công rồi đấy. Bây giờ cái trang này thì có thể là nó sẽ bị lỗi lúc nãy ấy. Thì mình ở trong cái Insta Builder thì thường tìm thấy là mọi người muốn làm thank you page á, muốn làm trang cảm ơn, thì mọi người làm cái sub domain. Thì nếu mà không hiểu thì mình bỏ qua, mình từ từ mình hiểu ha. Bây giờ mình muốn là khách hàng họ điền cái thông tin vào cái form này thì họ thấy cái gì. Nếu mà mình muốn cho họ thấy là cái trang sản phẩm của mình, ví dụ trang My Daily Choice hay là cái trang về bán quảng bá cái sản phẩm nào đó, thì mình điền vào cái chỗ mọi người nhớ không, chỗ lấy code đây, tạo biểu mẫu nè, HTML nè, rồi qua đây lấy code để chúng ta dán qua ấy. Thì nếu mà muốn nó xuất hiện trang cảm ơn thì chúng ta bấm vào URL trang cảm ơn tùy chỉnh, rồi sau đó chúng ta dán cái link mà mình muốn vào đây nhớ không. Rồi bây giờ trang cảm ơn, có thể là mọi người sẽ làm cái trang cảm ơn theo kiểu là thank you page làm như thế này. Bây giờ sau này mọi người đừng có làm cái trang là thuthuong.com sẽ thank you page, mà chúng ta cũng có thể làm cái trang tương tự như này, nhưng mà chúng ta để là thank you page ở phía trước làm cái subdomain ấy, thì nó sẽ được, nó sẽ không có bị lỗi. Còn mình để ra thank you page như thế này, mình để vào cái response thì nó sẽ bị lỗi. Cái trang thank you page này nó ở những cái hệ thống khác nó không có bị gì cả, nhưng mà đối với cái response thì nó đặc thù, Hương cũng chat rồi mà cũng chưa tìm thấy cái nguyên nhân là chúng ta để thank you page như này thì nó sẽ bị lỗi, nhưng mà chúng ta để subdomain thì nó không bị lỗi gì cả. Nên mọi người muốn có thể tạo trang này bằng cách là tạo một cái subdomain với cái tên ví dụ thankyou.tomatohuong.com chẳng hạn. Rồi bây giờ ở chỗ này có một điểm, đó là trang cảm ơn tùy chỉnh. Bây giờ mọi người có muốn là trước khi mà khách hàng họ vào hệ thống thư của mình, họ phải qua bước xác nhận hay không? Ví dụ như là sau khi mà họ điền vào cái form này rồi, thì thay vì email của họ sẽ ngay lập tức vào cái hệ thống gửi thư tự động của mình, thì họ sẽ qua một bước nữa, đó là cái bước là xác nhận. Tức là cái response nó sẽ tự động gửi cho khách hàng một cái email bảo rằng đó là bạn vừa đăng ký vào hệ thống của cái chiến dịch này, của cái danh bạ này. Bạn có thực sự là bạn có muốn xác nhận để vào hệ thống này hay không? Nếu khách hàng chúng ta click vào nút xác nhận thì lúc đó thì email mới chính thức vào hệ thống gửi thư tự động. Đây. Ví dụ như là ngay chỗ này, ở đây có một cái trang chính giữa. Đó là trang cảm ơn của mình. Thì khách hàng họ điền email vào đây, họ sẽ thấy cái trang này. Bây giờ mình có muốn là khách hàng họ điền email thì cái email của mình chạy thẳng luôn vào hệ thống thư hay không? Nếu mà muốn email của mình chạy thẳng luôn vào hệ thống thư thì cái trang này là chúng ta làm một cái trang bình thường sao cũng được, và email của khách hàng chắc chắn là cứ điền vô là vào hệ thống thư của mình gửi thư tự động luôn. Còn nếu như mà mọi người muốn là email của mình thay vì vào luôn hệ thống thư thì họ sẽ qua một bước nữa, đó là cái email đầu tiên mà khách hàng nhận được ở đây, đó là email xác nhận, họ xem là khách hàng họ có thực sự là vào hệ thống hay không. Nếu mà muốn vào hệ thống, vào cái danh sách này thì họ bấm vào nút xác nhận. Thì có điều khác khác biệt, đó là khi mà khách hàng bấm vào nút xác nhận ấy, thì nó mất thêm một bước nữa, đó là khách hàng phải xác nhận thì nó mới vào hệ thống thư. Nếu khách hàng quên xác nhận thì cái email của khách hàng đó sẽ không vào hệ thống thư của mình để mình có thể gửi thư không. Thì lúc xác nhận thì nó mất thêm một bước xác nhận nữa, và có thể là email họ đến chậm thì khách hàng không kịp xác nhận. Tóm lại là cái tỷ lệ chuyển đổi của cái việc xác nhận thì nó hơi thấp hơn so với việc mà chúng ta làm thẳng trực tiếp luôn không cần xác nhận. Tuy nhiên nếu mà khách hàng không xác nhận ở cái email đầu tiên ấy, thì có thể đó là email của chúng ta sẽ vào spam. Tại vì khi mà khách hàng bấm vào nút xác nhận thì có sự tương tác giữa khách hàng và hệ thống. Và cái phễu này có sự tương tác giữa khách hàng và email, do đó thì get response Google họ sẽ đánh giá là email của mình là email mà khách hàng quan tâm, do đó thì nó sẽ không vào, hạn chế cái trường hợp rơi vào spam thôi chứ không phải là không.
hạn chế trường hợp vào spam đấy. Thì mỗi cái có một cái ưu điểm nhược điểm khác nhau, mọi người hiểu xác nhận chưa? Giống như kiểu chúng ta đăng ký, mọi người có thường xuyên là đăng ký vào một cái hệ thống nào đó và họ yêu cầu là chúng ta vào email xác nhận, thì lúc mà chúng ta click vào nút xác nhận đó thì GetResponse hay các hệ thống thư tự động nó sẽ hiểu rằng đó là chúng ta đồng ý vào danh sách tự động của bên kia. Do đó thì cái độ tin cậy của thư bên kia nó sẽ ok và tỷ lệ vào spam nó sẽ thấp. Mỗi cái đều có ưu điểm và nhược điểm. Nếu như mà chúng ta không làm xác nhận thì ở trang này chúng ta cho chúng ta giới thiệu qua trang sản phẩm chẳng hạn, trang bán hàng nào đó để khách hàng họ xem luôn trang bán hàng. Sau khi họ điền email vô thì họ thấy luôn cái trang bán hàng. Rồi sau này cái mà mình tặng mình sẽ gửi qua email cho họ chẳng hạn. Còn nếu mà mọi người làm xác nhận, yêu cầu xác nhận thì cái trang này thì chúng ta sẽ thiết kế theo kiểu đó là dặn khách hàng vào email check. Ví dụ như trang này chỉ có một bước nữa là đăng ký thành công, bạn vui lòng mở email để xác nhận đăng ký. Thì mình sẽ làm cái thank you page là cái trang xác nhận như thế này, tương tự, nội dung nó tương tự như thế này nè, nội dung tương tự thôi. Còn cái link này thì chúng ta có thể sửa khác với nội dung nó là yêu cầu khách hàng vào email xác nhận. Thì khi mà họ thấy cái đọc như này thì có thể là họ sẽ vào email xác nhận ngay á, khả năng là họ sẽ vào email xác nhận ngay. Tuy nhiên một số trường hợp là họ quên hoặc là họ vào nó chưa kịp, email nó đến trong vòng 5 phút ấy, thì chưa kịp, hoặc là hồi thư email nó vào spam này nọ thì có thể họ lười quá, họ làm việc khác thì có thể chỉ đợi chuyển đổi nó không có cao ấy. Thì mỗi cái đều ưu điểm nhược điểm, nó không sao, chúng ta có thể làm không xác nhận cũng được và xác nhận cũng ok, tùy vào cái mình quan tâm tới độ chất lượng của khách hàng. Rồi bây giờ nếu mà mình muốn có xác nhận, giả sử chúng ta muốn là khách hàng điền email vô thì phải qua bước xác nhận, thì cài đặt như thế nào? Để cài đặt cái việc xác nhận thì chúng ta bấm vào danh bạ. Chúng ta chọn cái command, cái danh bạ mà chúng ta vừa tạo đấy, bấm vào chữ cài đặt. Bấm qua mục là đăng ký. Thì ở đây có bật cái này lên, bật hai cái này lên. Đấy, có nghĩa là mình bật cái việc đăng ký xong mình lưu nó lại. Thì khách hàng nó phải qua một bước đăng ký nữa. Thì chúng ta để một cái trang chính giữ là nhắc nhở họ vào email để xác nhận đăng ký thì họ mới vào hệ thống thư của mình. Còn nếu mà chúng ta không muốn xác nhận thì chúng ta cứ tắt cái này đi và lưu lại là được. Rồi tiếp theo, bây giờ mọi người muốn là khách hàng của mình họ click vào nút xác nhận. Lúc mà họ vào email họ check, họ thấy cái email của cái response gửi tới và bảo rằng là hãy xác nhận bạn đã đăng ký vào cái hệ thống thư này, có cái nút xác nhận, thì mình muốn là cái form đó, cái nội dung đó gửi cho khách hàng là nội dung như thế nào. Thì mình có thể chọn, mình có thể chọn bằng cách là bấm vào thư xác nhận này. Mình chọn cái mẫu mà khách hàng họ nhìn thấy ấy. Có thể là mình chọn mẫu mặc định mẫu chẳng hạn, hay mẫu mặc định. Mình bấm vô đây mình xem thử cái mẫu của mình ok chưa. Đấy. Nếu mà khách hàng họ điền thông tin vào, sau đó họ vào email thì họ thấy cái thông tin, cái thư như thế này, chúng ta có thể chỉnh sửa thêm. Chia sẻ, xác nhận, ngay để nhận, chia sẻ về kiếm tiền online với affiliate marketing chẳng hạn. Tùy mình muốn gửi, mình muốn viết thêm gì thì thêm, viết thêm vô theo cái thông tin và campaign, cái theo cái chiến dịch, cái danh bạ mà chúng ta muốn gửi nội dung theo đó ha. Rồi chữ ký có thể là để cái tên của mình hoặc để bút danh của mình chẳng hạn. Đấy. Rồi chúng ta lưu nó lại, tức là khi mà khách hàng họ thấy cái email thì email nó sẽ có dạng dài. Rồi bây giờ khi mà họ lúc mà họ click vào nút xác nhận này á, nó sẽ xuất hiện cái gì? Tức là họ cứ click vào nút xác nhận thì là họ đã xác nhận, họ đã xác nhận vào hệ thống thư rồi đấy, là ok, là an toàn rồi. Nhưng mà sau khi click vào cái nút này thì khách hàng họ sẽ thấy cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt là sau khi họ click vào nút xác nhận nó ra cái gì. Tại vì nếu mà chúng ta không cài đặt thì nó sẽ ra cái thư mặc định của GetResponse, nó rất là lãng phí. Do đó hãy giới thiệu cho khách hàng thêm một cái sản phẩm hoặc một cái offer nào đó cho khách hàng sau khi mà họ click vào nút xác nhận đăng ký. Thì chúng ta có thể cài đặt đó bằng cách là qua phần đăng ký này, trang xác nhận, click vào đó. Thì nếu mà chúng ta để GetResponse
thì có nghĩa là cái thư xác nhận tùy chỉnh nó sẽ thông báo là cảm ơn bạn đã xác nhận đăng ký vào cái danh sách này. Nhưng còn nếu mà chúng ta tùy chỉnh thì chúng ta có thể để trang bán hàng hoặc giới thiệu một số sản phẩm nào đó, sau khi khách hàng click vào nút xác nhận thì họ sẽ thấy cái trang đó. Hoặc là mình chỉ yêu cầu khách hàng follow hoặc là theo dõi của mình trên Facebook, Zalo, Instagram gì đó, thì chúng ta để vào đây. Ví dụ như là sau khi khách hàng click vào nút xác nhận thì nó sẽ ra cái trang là bán hàng chẳng hạn. Ví dụ trang quảng bá khóa học tiếp thị giá cao, hoặc là một cái trang quảng bá cái Money Choice, hoặc là một cái sản phẩm nào đó chúng ta đang quảng bá, có thể để vào đây cũng được. Ok. Để xong rồi thì chúng ta bấm lưu cài đặt đăng ký. Cài đặt không được thay đổi tại vì nó không có gì hết. Chúng ta bấm trở lại cái response. Nếu mà chúng ta chưa có nhu cầu hoặc chưa có để ngay được cái link quảng bá sản phẩm ở URL tùy chỉnh thì chúng ta chọn chế độ get response vào đó, lưu cài đặt đăng ký. Rồi bây giờ Hường đã nói qua cái phần về sử dụng cái hệ thống thư tự động căn bản ha. Nãy giờ nếu mà mọi người quên rồi không nhớ thì mình có thể là mình xem lại cái video. Ví dụ như cái chỗ này, có khi nào mọi người quên cái chỗ là xác nhận như thế nào không? Nếu mà mình muốn khách hàng xác nhận trong cái lúc tạo cái biểu mẫu ấy, bấm vào tạo biểu mẫu. HTML thuần túy. Nếu mà xác nhận thì nhớ là chúng ta để vào click vào trang URL tùy chỉnh là cái trang cảm ơn. Trang cảm ơn nó giống như thế này nè, để cho khách hàng họ biết, nhắc nhở họ vào email xác nhận. Chứ còn nếu mà chúng ta không có để trang cảm ơn ở đây và chúng ta để mặc định, có thể khách hàng họ bối rối, họ không biết là làm gì tiếp theo, hoặc là họ quên mất là vào email xác nhận, hoặc là cái nội dung mà cái response nó gửi mặc định nó không đầy đủ, nên là chúng ta cần làm một cái trang cảm ơn, cái trang yêu cầu họ vào email xác nhận như thế này nè. Ha, điền vào đây. Cứ dán cái link nào vào đây thì có nghĩa là khi khách hàng họ opt-in, họ điền tên email vô thì họ sẽ thấy được cái trang mà chúng ta điền vào đây, mọi người nhớ không? Sau đó chọn thêm một tên chẳng hạn, rồi bấm sao chép mã, rồi chúng ta qua kia dán thôi. Đấy, hồi nãy thì Hường đã hướng dẫn cái cách dán qua rồi đấy. Rồi bây giờ sau khi mà dán qua rồi thì chúng ta có thể chỉnh nè. Có thể là form size, chọn cái size mà mình muốn. Thôi form hồi nãy mới đẹp. Rồi fill size big chẳng hạn. Rồi size 4. Tùy mình muốn size nào, hoặc là màu mè. Đây có thể màu cam hoặc là màu cam đậm. Tùy. Ta có thể chọn cái màu mình thích. Rồi chọn cái màu này. Đấy, cái border của mình màu gì. Rồi tiếp theo mình có thể là corner. Đấy, một số cái này chúng ta khám phá ra, tự khám phá nó cũng đơn giản thôi. Rồi nó xuất hiện, effect nó xuất hiện như thế nào, ở trên xuống hay là bên trái qua, bên phải chạy lại. Tùy. Rồi button style, bấm vào đây. Có thể là mình sẽ chọn page, thì có thể là dịch sang tiếng Việt. Vâng, tôi muốn nhận ngay vậy này. Rồi chúng ta để cái chỉnh cái phông chữ nó ok chưa. Rồi mình có thể điền icon vô. Điền icon gì đó mình muốn ở đây chẳng hạn. Rồi còn gì nữa không? Before text, after text, tùy. Rồi text color. Đấy, có nhiều cái để chúng ta phải chọn. Form measuring, form style. Còn gì nữa không cả nhà? Mình điều chỉnh gì nữa không? Mình khám phá trong đây nó sẽ có cách cái để mình chỉnh ha. Rồi. Rồi, vậy thôi. Ở đây thì mình ghi là điền thông tin, thay vì mình ghi điền thông tin thì mình có thể ghi là điền tên và số điện thoại của bạn. Đấy.
Rồi sau khi mà cài thì chúng ta nhớ lưu lại ha. Như vậy Hường vừa mới hướng dẫn mọi người cách kết nối giữa một cái landing page với hệ thống thư gửi thư tự động.